Nè, nó đưa ra cái dạng khối giống như vậy thì bên CSS mình phải có một cái thẻ div và mình định nghĩa cho nó một cái CSS là box. Sau đó thì mình làm gì? Mình đóng khối nó, đúng không nào? Đó, và mình định kiểu cho nó rất là nhiều thứ thì nó mới ra được một cái hộp sản phẩm. Sản phẩm trong đó có hình, có tên sản phẩm, có giá, có giảm giá, đúng không? Thì bây giờ đối với lại Bootstrap, chúng ta sẽ làm một cái thẻ khá là đơn giản. Bây giờ đối với cái bài này thì ở bên hông này thầy không có để mấy cái icon nữa, mà cái bài lúc nãy của mình á, mình vô mình sửa lại chỗ này tí xíu thôi. Ở phía bên hông thầy không có để mấy cái icon, thầy bỏ mấy cái icon này đi. Ở phía bên này thầy để B5 trừ cut. Thì khi mà thầy gõ cái chữ CA, nó sẽ giới thiệu cho thầy rất là nhiều cái cut, và nó có code ở bên này demo cho mình luôn. Mình sẽ thấy đối với cái cut đầu tiên là nó cho mình là cái gì? Một cái hình. Ở phía dưới là có body. Như vậy có đúng theo cái ý của mình đang cần chưa? Hình, tên, body, rồi một cái nút bấm nữa. Đúng không? Như vậy cái này không phải là cái mình cần. Ha, cái này không phải là cái mình cần. Như vậy mình đi xuống cái dưới. Đúng chưa? Có hình, có body, chưa đúng lắm. Có test, không thấy có tầng. Xuống dưới tiếp, không thấy. Đó. Các bạn xem là cái nào nó sẽ có cái somewhere b cat title hả? Rồi thử coi ha. Rồi lưu, chỉ có vậy rồi lưu. Ok, đây được chưa? Đó, nó ra thẳng cho mình một cái thẻ khá là đơn giản. Thế là có một cái thẻ thôi, đơn giản không? Đó. Như vậy chỗ này mình đang dư một cái slide bar, bỏ đi. Đó, đây thẻ của mình đây. Bây giờ các bạn sẽ thay cái ảnh này bằng một cái ảnh khác. Như vậy ảnh các bạn có thể dùng ảnh của các bạn ha, hoặc là các bạn có thể lên đây các bạn search giúp cho thầy. Ví dụ như các bạn sẽ có person image me PNG đi. À, bạn có thể lấy một cái ảnh bất kỳ. Thôi mình PNG nó. Rồi, ví dụ mình lấy cái thẻ này, ví dụ anh chàng đẹp trai này ha, click chuột phải. Thôi mình vô trong luôn đi. Vô trong. Mình click chuột phải. Mình coi thử đây. Copy image link, copy, và mình về mình thay cái link này, paste vô đây. Rồi quay trở lại bài của mình, thẻ có được chưa? Khá là đơn giản khi mà mình thấy mình có một cái thẻ. Mà mình chỉ thay nội dung card title, mình thay nội dung cái body, và mình thay nội dung cái go somewhere bằng cách là ví dụ như cái chỗ là go somewhere này mình có thể thay là xem thông tin, rồi xem thông tin được không? Thêm một cái thẻ card, thay một cái hình, rồi thay một cái chỗ này nữa. Title, các bạn để tên của các bạn vô đây. Trần Quang Bình, rồi để tên vô đây, được chưa? Đó, khá là đơn giản. Lại copy, rồi dán vô chỗ này. Từ từ cho thầy một cái thread khác, cắt
Rồi, cái này là bạn dán vô cái cát giúp cho thầy. Mục đích là của thầy nhìn thấy cái cát nó nằm ở bên cái slide 3 bên này. Tức là dùng lại cái bài cũ hồi nãy, trên có menu, dưới có slide 3, ở bên này có cái main content.